Hello, chào các bạn nha. Tình hình là mình mới nhận được một cuộc gọi khiến mình khá là hồi hộp. Đó chính là một cuộc gọi từ bên giao hàng nói rằng là có một đơn hàng của mình gửi từ nước ngoài về. Mình nghĩ đó chỉ có nước bạn thôi, bởi vì là mình không mua hàng ở nước ngoài, sẽ chả có đơn hàng nào ngoài nước bạn cả. Cho nên là mình muốn chạy ra xem có phải không, rất là hồi hộp luôn. Đây, mũ bảo hiểm đây rồi, tìm chìa khóa và ra lấy thôi. Hy vọng là nút bạn đã về các bạn. Họ đã gửi được khoảng 1 tuần nay rồi. Sáng nay có bên thông quan cũng gọi điện ra rằng là có một đơn hàng gửi từ nước ngoài. Mình đoán chắc là sẽ là nút bạn thôi. Họ thì cũng chả biết đó là gì cả. Bên giao hàng họ cũng chả biết bên trong có gì cả, chỉ bảo như vậy thôi. Chìa khóa đâu ta? Chìa khóa mình cứ hay vứt linh tinh các bạn, lúc đi đâu lại tìm mãi chả thấy. Hy vọng là lúc bạn đã về. Họ bảo là lẽ ra là sáng nay họ tự giao rồi, nhưng mà mình lại không ở nhà, gọi điện mình lại không nghe máy. Thế là chiều mình gọi lại bảo là sáng mai giao, còn không thì tự ra lấy. Thôi tự ra lấy cho nhanh các bạn, tí nữa đậm hộp cho nó nóng chứ nóng lòng lắm, không đợi đến ngày mai được. Tự chạy ra lấy cho nhanh thôi. Rồi, tự ra lấy thôi. Cách đây khoảng 2 đến 3 cây thôi các bạn. Đi nhanh thôi. Nút bạc 100% rồi các bạn ơi. Đi về thôi. Về đập hộp thôi. Tên tên đó, về thật rồi các bạn ơi, không phải là đùa nữa đâu, lần này là về thật rồi. Bao nhiêu tháng vất vả, bao nhiêu tháng trời vất vả và qua bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng nó đã về trong tay các bạn, thật là hạnh phúc luôn. Ra chỗ nào sáng sáng thì đậm hộp cho các bạn dễ nhìn nhé, rất là nóng lòng luôn, muốn mở ngay lập tức ấy. Nhận được hàng là muốn mở ngay lập tức, nhưng mà muốn có một cái gì đấy, muốn có một video quay đẹp một chút, cho nên là đem về tìm một chỗ nào đấy này sáng một chút đập hộp cho nó tử tế nhá. Nào, đi thôi nào. Hay yo, chào các bạn nhá, lại là Sun Gym đây. Đây các bạn, đó. Bây giờ mình sẽ đập hộp tại đây nhá. Vị trí này, đây chính là vị trí mà lần đầu tiên tay của mình sờ vào nút bạn YouTube các bạn nhá. Rồi ok. Chụp bức ảnh trước khi đập hộp nào. Rồi bắt đầu mở hộp nha. Đây, dọn chưa? Rồi, có vẻ là ok rồi. Quên không đem theo con dao hay là cây kéo nào để mà cắt băng dính. Thôi, đây là đồ gọi là gì nhỉ? Vật báu cho nên là không dùng dao kéo. Và cùng mở bên trong ra xem nào. Đây rồi, không cần dùng băng dính luôn á. Như kiểu là có ai bóp hộp rồi hay sao. Có thể là đường vận chuyển dài quá. Tên tên tên, đây rồi. Để xem nào. Một tấm xốp. Ui giời ơi. Các bạn, đây có một bức thư được gửi từ YouTube. Rất là dày luôn á. Không phải là một tờ A4 bình thường đâu, mà rất là dày luôn. Độ dày của nó phải gấp đôi tờ A4 bình thường, khá là cứng luôn các bạn. Đây này, khá là cứng luôn, cho các bạn sờ thử. Tờ giấy này nó ghi nội dung như sau: bạn vừa mới làm nên điều kỳ diệu mà rất ít người sáng tạo trên YouTube có thể làm được.
bạn đã chạm tới mốc kỳ diệu 100.000 người đăng ký theo dõi kênh của bạn. Chúng tôi biết những con số này trên YouTube thực sự có ý nghĩa rất lớn, nhưng hy vọng bạn sẽ không quên hiện thực ẩn sau dấu mốc 6 chữ số này. Mỗi người và tất cả mọi người theo dõi kênh của bạn đều ấn tượng bởi những việc bạn đã thể hiện. Họ tìm được nguồn cảm hứng hay có cơ hội tham gia thử thách hoặc giải trí từ kênh của bạn. Bạn đã tạo nên mốc son này bằng nỗ lực làm việc chăm chỉ, sự kiên trì và những cơ hội có được từ khiếu hài hước đáng yêu của bạn. Không ai có thể phủ nhận những gì bạn đã đạt được. Chúng tôi muốn vinh danh bạn cùng toàn bộ nỗ lực của bạn bằng phần thưởng bạn dành cho người sáng tạo này. Đây là một món quà lưu niệm nhỏ thể hiện sự yêu mến và kính trọng của chúng tôi. Chúng tôi biết bạn làm việc này không phải vì phần thưởng, bạn làm việc này vì đam mê sáng tạo. Bạn chia sẻ hơn nữa là vì bạn đã tìm được những khán giả yêu mến. Xin hãy tin khi chúng tôi nói rằng chúng tôi đang nóng lòng chờ xem những điều bạn làm tiếp theo. 1 triệu người đăng ký theo dõi có thể là điểm mốc còn khá xa nếu tính từ thời điểm hiện tại, nhưng bạn đang ở gần hơn mức mình nghĩ rồi đấy. Chúng tôi luôn hết lòng cổ vũ bạn. Chúc mừng bạn, trân trọng ký tên bởi Susan Wojcicki, YouTube COL, YouTube CEO, YouTube CEO đó. Chà chà, rất là hạnh phúc luôn các bạn. Rồi, giờ thử xem. Và đã thấy nút bạn của chúng ta đây rồi. Sản phẩm của chúng ta đây. Đây thêm một cái tem nữa. Chúc mừng bạn đã chạm mốt lượt đăng ký. Chúng tôi vinh dự cùng chia sẻ thành tích của bạn và muốn biến trải nghiệm của bạn trở nên đặc biệt. Phần thưởng này được kiểm tra và đóng hộp tận tình bởi Rack. Nếu phần thưởng bị hư hỏng, quá trình vận chuyển bạn có thể liên hệ. Tóm lại là đây là một cái tem về vận chuyển gì đấy. Và đây chính là sản phẩm chính của chúng ta đây. Wow, còn thêm cái gì nữa đây? À, đây chính là giới thiệu về nút bạc, nút vàng và nút kim cương. Toàn tiếng Anh thôi, không hiểu gì cả. Bức thư này là tiếng Việt các bạn nhé. Và cái quan trọng không phải là những thứ này, mà là, nhưng mà tất cả phải cứ cẩn thận. Nó giống như một món quà làm kỷ niệm. Rồi, cái quan trọng chính là đây các bạn. Đây, ten ten ten. Cuối cùng thì mình cũng đã được chạm vào nút bạc rồi các bạn ơi. Vẫn chưa chạm vào nút bạc đâu nhá, vẫn còn qua một lớp ni lông nhá. Xe thử xem nào. Hồi hộp quá các bạn ơi. Nó vẫn lạnh lạnh thôi, không có cảm giác gì mấy. Mình tưởng là phải sướng lắm cơ. Hồi hộp quá các bạn ơi, không dám sờ luôn ấy. Để bốc sờ cho. Sờ được rồi. Yeah. Đây, ten ten ten, sản phẩm của chúng ta đây. Không biết nói gì hơn các bạn. Thực ra thì nút bạc mình cũng thấy nhiều rồi, thấy trên YouTube nhiều rồi, thấy trên các video người ta chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà tận mắt nhìn thì đấy chính là lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn. Nó xoay gương đi. Sờ cũng là lần đầu tiên luôn các bạn. Cho nên là nói chung là không biết đánh giá thế nào, chỉ thấy nó khá là đẹp. Không biết là làm bằng chất liệu gì đây. Gõ thử xem. Wow. 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 Đùa các bạn chút thôi, nó là như vậy này. Thực sự là không biết chất liệu gì luôn. Nói chung chất liệu gì nó không quan trọng. Quan trọng là đây chính là một món quà rất là ý nghĩa được gửi từ YouTube. Nó chứng minh một quá trình, một sự cố gắng không ngừng của bản thân đạt được một cột mốc rất là quan trọng trong quá trình làm YouTube. 100.000 người đăng ký theo dõi kênh các bạn nhé. Và để có được thành tích này thì mình luôn luôn phải cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình, đã xem video của mình trong suốt thời gian vừa qua. Nhất là cảm ơn hơn 100 bạn đã đăng ký theo dõi kênh Sơn Gym để mà mình có được nút bạc này. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nhé. Rồi, ok, nó chỉ như vậy thôi. Này, ôm này, ôm quà của bố này. Đây, anh đẩy đỡ hộ lắm. Nó vẫn thích ôm anh không? Này này, đẹp thế này cơ mà. Nào, chụp ảnh nào, chụp ảnh nào. Hello. 1, 2, 3. Cầm giúp bố nhá. Cẩn thận nhá.
chưa được à? Được rồi. Nào. Còn bắt nữa. Rồi, hello các bạn nha. Chúc mừng với bọn tôi nha. Ăn mừng với bọn tôi nha. Rủ mấy người em và chung vui, ăn mừng một chút. Bạn này cũng muốn ra đây nhập hội. À, phải nhá. À, ok. Này con bạn này. Nào. Bạn ơi. Đưa tay lên nào. Hai bên nhau bạn nhé. Con đến thôi. Con trái đấy. Mình cứ thích của búa nó quen rồi đẹp. Chỉ ăn một số món vậy thôi, ăn nướng món chân gà rút xương, đây là món sụn kèo nướng ba chỉ giống nấm, ba chỉ bò nướng, ăn tạm như vậy thôi. Chào anh Hoàng Diệp, hôm nay công việc của Báo Sơn thì với lại cả cái quả nước bạc này mấy người tao bà Trinh thiếc cu bác với lại em Phấy vợ của chú Báo. Anh Điệp nhá, đây là em tôi nhá, chào anh em đấy. Hai anh em cùng gọi là cùng nhà đôi là công chức, hai anh em gọi là một thời gian là hình ảnh đôi khi nó hơi anh Điệp đấy là lại làm bên công chức, còn mình thì lại làm bên gọi là bên tự do trên YouTube, cho nên là nhiều cái nói chung công việc không ai liên quan đến ai cả, thì cả thằng em lại cũng thế, công việc là không ai liên quan đến ai, nhưng mà về nhà lại là gia đình cùng một nhà. Chào anh em nhá, chào anh em nhá, xin chào nhá. Đây là chú Báo, xin chào mọi người. Anh Điệp với lại là chú Báo nhá, chúc mừng anh Sơn, mình chiến thắng ba. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn chú nhá. Sớm rồi, cảm ơn nhá. Rồi, ok, cảm ơn nhé. Anh lại cái yêu con sáng nó hoàn chua. Nói chung là nút vàng thì bây giờ mình đang mơ, còn kim cương thì nói thật là chưa dám mơ đâu. Nút vàng thì tôi sẽ có mà, nhưng mà nút vàng cũng lâu đấy, nói chung là mình phải có ước mơ để đấy. Được hay không thì vẫn phải phấn đấu. Rồi, như vậy là hộp cũng đã được khuy ra rồi và rượu cũng đã được say. Một số bạn có thắc mắc rằng là nút bạc này có phải là làm bằng bạc thật hay không, thì xin thưa với các bạn rằng là đây chính là bạc các bạn nhé. Tuy nhiên thì đây chỉ là màu bạc thôi, còn chất liệu thì không phải đâu. Hình như nó chỉ làm bằng vàng thôi các bạn, nó chỉ mạ bạc vào cho nó đẹp thôi, chứ không phải là làm bằng bạc đâu. Nó chỉ làm bằng vàng thôi. Đùa các bạn một chút thôi. Thực ra thì cái này nó làm bằng inox hay là nhôm gì đó, tóm lại là không phải là vàng hay là bạc gì cả. Nhôm hay là inox gì đó mình cũng không rõ, nó cũng khá nặng, chắc là inox gì đấy, mình nghĩ là inox. Nói chung thì chất liệu gì thì nó không quan trọng, quan trọng đó chính là món quà từ YouTube. Nói về giá trị về vật chất thì sẽ không có đâu, có thể gọi là vô giá. Tuy nhiên thì nó mang một giá trị về tinh thần rất là lớn, bởi vì nó minh chứng cho bao nhiêu cố gắng của bản thân đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Nói chính xác hơn, đây chính là một món quà lưu niệm cho quãng thời gian đã làm việc cho YouTube đó, kiểu như vậy. Cũng không đúng lắm, nó giống như kiểu một bằng khen chứng minh cho mình đã có một thành tích nào đó trong lĩnh vực YouTube. Nói như vậy nó sẽ chính xác hơn, giống như kiểu hồi xưa mình đi học được tặng giấy khen bằng khen gì đó, nó chỉ như vậy thôi. Nói chung là bán thì cũng chả ai mua, mà mình cũng chẳng muốn bán, chỉ là giữ lại để mình làm kỷ niệm, cũng như là nhìn vào đó để mình lấy thêm động lực tiếp tục làm nội dung phát triển YouTube, nói như vậy thôi. Và tất nhiên thì để có được nút bạc này, tất cả là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Nhờ các bạn đã xem video và đăng ký kênh, giúp kênh Sơn Gym đạt được 100.000 người đăng ký thì mới có thể có được nút bạc này như vậy. Mình không biết phải nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tất cả các bạn thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Về nút bạc này thì có rất nhiều bạn đã đạt được rồi, kể cả nút vàng cũng đã có nhiều bạn đạt được. Tuy nhiên thì bên cạnh đó nó cũng là ước mơ của rất nhiều bạn. Cho nên là mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là hãy cố gắng theo đuổi đam mê, hãy làm một cách nghiêm túc, các bạn sẽ sớm có được nó thôi.
Về thời gian đầu ai cũng sẽ rất vất vả, kể cả bản thân mình cũng như vậy thôi. Mình không nghĩ là nốt bạn đã sớm đến sớm với mình như vậy. Tuy nhiên thì nó đã trải qua một quá trình rất là vất vả, rất lâu dài rồi. Thực ra thì kênh Sun Gym này của mình đã lập kênh từ 2015 rồi các bạn. Có thể các bạn không ngờ đến như vậy đâu. Các bạn kiểm tra sẽ biết được điều này. Mình đã lập kênh từ năm 2015 rồi. Tuy nhiên thì trong 10 năm trước đó là mình chỉ lập ra để đấy đăng vài video, vài ba video, ba bốn video gì đấy, chơi chơi trên đó thôi. Mình cũng không có nhiều thời gian để mà phát triển kênh. Đợt đó là mình chủ yếu tập trung vào phát triển website, viết blog này nọ. Cho nên là cho đến đầu năm 2019 mình mới chính thức phát triển kênh này. Mới đăng video thường xuyên theo lịch trình 3 video mỗi tuần. Và từ đó kênh mới bắt đầu phát triển dần lên. Nó đạt vào được bận kiếm tiền, tức là đủ điều kiện bận kiếm tiền vào tháng 3 năm 2019 gì đấy, là đủ điều kiện bận kiếm tiền. Thì đó mình đã bận kiếm tiền cho kênh. Sau đó là mình cứ đăng video thường xuyên 3 video mỗi một tuần. Thì như vậy kênh của mình đã phát triển dần lên. Và mình còn không ngờ đến là nốt bạn đã về sớm như vậy. Vào đầu năm ngoái khi mà kênh mới được bận kiếm tiền ấy, mình không nghĩ là sẽ có nốt bạn sớm đến như vậy đâu. Mình chỉ mong là có thể là 3 năm sau, 4 năm sau hoặc là 5 năm sau sẽ có thể có được nốt bạn. Tuy nhiên thì chỉ một năm sau thôi, chỉ hơn một năm một chút thôi đã có được nốt bạn rồi. Đó, cho nên là các bạn cứ cố gắng đi. Thời gian đầu có thể gặp những khó khăn nhất định, nhưng mà các bạn chỉ cần kiên trì, cố gắng theo đuổi đam mê thì chắc chắn rằng là thành quả sẽ đến với các bạn trong một ngày không xa. Rồi thì bây giờ đã có được nút bạn rồi. Ước mơ bây giờ chính là nút vàng của YouTube, được cầm trên tay nút vàng của YouTube. Không biết là có thể có ngày đó hay không, nhưng mà ước mơ thì vẫn phải ước mơ các bạn. Biết đâu một ngày không xa nút vàng lại đến với mình. Nói chung là phải có ước mơ thì mới hy vọng có được ước mơ. Đó chính là ước mơ tiếp theo. Và mình sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng là trong vòng 5 năm tới hoặc là 10 năm tới, hy vọng là sẽ có được nút vàng. Còn phần quà lớn hơn nút vàng đó chính là nút kim cương. Thì đúng là phần quà này thì chắc là phải chịu thua thôi, không dám mơ ước đâu các bạn. Rồi ok, chỉ như vậy thôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhé. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Tìm cách treo nút bạn này lại. Vậy thôi, không biết là treo vào đâu hợp lý đây. Chắc chắn là sẽ treo vào góc làm việc của mình. Đó, phải kiếm cái đinh gì đấy đóng vào. Ở đằng sau có hai lỗ để mà treo lên đây các bạn. Đó, có thể treo đây hoặc là chắc phải kiếm cái khung gì đấy bảo vệ nó, chứ để nó hỏng, để nó bị làm sao thì thật sự là sót lắm. Rồi ok, bye bye các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.